Gần đây, chi tiết tham nhũng của một nữ quan chức ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc lần đầu tiên được tiết lộ. Người này đã nấu chảy và đúc lại số vàng nhận được rồi giấu trong máy chạy bộ. Tổng số vàng trị giá khoảng 6,66 triệu nhân dân tệ. Tối ngày 25 tháng 1, đài truyền hình Hải Nam đã phát sóng một bộ phim đặc biệt về chủ đề chống tham nhũng và tiết lộ một số chi tiết tham nhũng của nhiều quan chức ở tỉnh này. Trong số đó có bà Tôn Dĩnh, cựu cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Thị trường tỉnh Hải Nam. Bà Tôn từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch, Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Thể thao tỉnh Hải Nam. Tháng 3 năm 2022, bà được thuyên chuyển làm Cục trưởng Cục Giám sát Thị trường tỉnh. Hai tháng sau thì bà này bị điều tra. Tới tháng 11 năm 2022 thì bị khai trừ khỏi đảng và bị cách chức. Bộ phim này tiết lộ rằng bà Tôn Dĩnh sở hữu nhiều bất động sản đứng tên mình. Tại một trong những ngôi nhà này, các nhà điều tra viên đã phát hiện ra một chiếc máy chạy bộ tưởng chừng như rất bình thường, nhưng bên trong lại chứa các thỏi vàng được bọc kỹ càng. Những thỏi vàng này là tiền hối lộ mà bà Tôn Dĩnh đã nhận, trị giá khoảng 6,66 triệu nhân dân tệ. Chúng đã được nấu chảy và đúc lại rồi giấu trong máy chạy bộ. Chi tiết giấu vàng trong máy chạy bộ được cư dân mạng Trung Quốc bàn tán sôi nổi. Trước kia từng có tin rằng có tham quan giấu cả vàng trong máy nén điều hòa, ngay cả trong ống nước cũng có vàng. Thật không thể tưởng tượng được một nơi giấu vàng như vậy. Chắc phải mang mấy giò kim loại đi để khám xét mới ra. Bộ phim này còn tiết lộ rằng khi bà Tôn Dĩnh còn phụ trách huyện Định An thuộc tỉnh Hải Nam vào năm 2007, chồng cũ của bà Tôn là ông Trương Nham đã thông qua chức vụ của vợ để nhận được các dự án và công trình. Cả hai đã bán lại hầu hết những dự án trong tay cho các ông chủ khác và thu về khoản lợi lên tới 49 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 170 tỷ Việt Nam đồng. Ngoài ra, ông Diệp Dân Vũ, tài xế toàn thời gian của bà Tôn Dĩnh khi ở Định An, còn thường giúp một số quan chức đưa phong bì cho bà này. Ông Diệp cũng giúp ông Vương Thế Khai, một nhân vật hàng đầu có liên quan đến các băng đảng ở Định An, nhận được dự án. Bà Tôn Dĩnh đã nhận được hơn 5 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 17 tỷ Việt Nam đồng từ ông Vương Thế Khai. Bà Tôn đã nhận hối lộ số tài sản có tổng trị giá hơn 64,6 triệu nhân dân tệ, khoảng hơn 224 tỷ Việt Nam đồng và bị xét xử vào tháng 9 năm 2023 tại Tòa án Trung cấp số 1 tỉnh Hải Nam. Ngoài bà Tôn Dĩnh, bộ phim còn nhắc tới một quan chức tham nhũng khác ở tỉnh Hải Nam là ông Tào Du. Ông Tào Du năm nay 54 tuổi, công tác trong ngành giáo dục đã lâu, từng giữ chức phó bí thư đảng ủy Đại học Hải Nam và hiệu trưởng Học viện nhiệt đới Hải Dương Hải Nam. Tháng 12 năm 2017, ông Tào được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Địa chất tỉnh Hải Nam và bị điều tra vào tháng 6 năm 2022. Bộ phim này tiết lộ rằng, trong gara tầng hầm tại nơi ở của ông Tào Du, các nhà điều tra đã khám xét và tìm thấy 6 chiếc vali lớn đặt trong ô tô kinh doanh của ông này, trong đó chứa số tiền nhận hối lộ lên tới 10,09 triệu nhân dân tệ, khoảng 35 tỷ Việt Nam đồng.